Hello cả nhà, chào ngày mới. Chúc cả nhà những ngày cuối năm thật là vui vẻ nha. Nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nha. Hôm qua là Nô đi ra ngoài vườn á, Nô thấy trong cái chậu nhà Nô á có một cái cây mai mà nó nhánh nó nhỏ nhỏ, mọi người nó đang ra bông ra nụ dễ thương lắm. Mà nghe mẹ Hòa nói là cái cây đó là mẹ Hòa chiết chiết từ cái cây bự của cái bà hàng xóm bà cho. Bây giờ Nô đi ra ngoài, Nô quay cho cả nhà xem, nó mới rửa sân nè. Đó, Nô đang rửa sân đón đón năm mới nè. Để Nô quay cho cả nhà xem nha. Cái cây... Ủa, ngoại đang làm gì vậy ngoại? Ngoại nè, Nô mới khoe là hôm qua Nô thấy có cây mai đẹp lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Trời ơi, mà nghe bà ngoại nói là ngoại chiết cành nó ghê chứ. Nè nè, cái bông nè, cưng con chưa, có nụ nhỏ nhỏ nữa nè. Đó, nụ nè, để đó, nó quay nụ nè, sao tiện đó, cái màn hình nó mờ. Hả, chưa thấy chưa, bà ngoại chiết cành luôn mới ghê chứ. Nè, nụ nè, đang nở nè, dễ thương lắm luôn á, nhỏ mà xinh dễ sợ xinh luôn á. Sao cái màn hình tí nó mờ vậy ta? Đó, rõ lại rồi đó. Đó, nhìn kỹ mới thấy nụ nha, tại con nhỏ lắm. Đó, cả nhà thấy nụ của con chưa? Đó, đó, con đang nở. Con đang ra những cái nụ nhỏ nhỏ này. Trời ơi, bà ngoại coi vậy chứ cũng mát tay lắm á. Trời ơi, cưng chưa? Đó, nụ bông nè. Còn nghe ngoại nói ngoại chiết cành. Ủa, ngoại ngoại đang làm cái gì vậy ngoại? Hay không bằng hên. Hay không bằng hên hả? Ngoại nói hay không bằng hên. Ngoại đang làm cái gì vậy? Trời ơi, em mấy em gái nè. Yêu cầu thì bà chị được như thế nào đó là mấy em nha. Ăn thua phước của mấy em nha. Cái cây đó là mẹ nói là cho dì Quy, xong rồi dì Dung thấy thì thích cho nên bây giờ mẹ làm một cây cho dì Dung, mà để coi cái cây của dì Dung nó như thế nào nha. Mẹ nói mẹ làm đại hên Hên xui đó nha. xui hên xui á. Nghe nè, cái máy đằng sau nè, tại vì nó nở lâu rồi, cả tháng rồi mẹ ha, hơn cả tháng rồi, rộp cho mấy luôn, quá trời luôn. Cái bà hàng xóm mới cho nhà Nô quá, năm nay nhà Nô may quá trời luôn, coi như từ Tết Tây mẹ ha, Trước tới tay. trước Tết Tây luôn. Đó, xong rồi ngoại ngày nào cũng ra đứng exercise cái tay, lật cái lá từng cọng 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 đó. Ngoại để coi, ngoại nói ngoại làm sao mà ngoại quên này, giống như là Này hên xui anh chưa có những người sinh của người sinh đó. Ngoại bó từng bó từng bó từng bó vậy đó. Nắng quá mẹ, con đi vô đó. Thấy mai nhà Nô chưa, khủng khiếp chưa, mà nó hết rồi. Đây là còn cái cũ Gần 2 tháng rồi. hơn 2 tháng rồi, quá trời đẹp luôn. Rồi good luck dì Dung nha, dì Dung good luck cả nhà nha, chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui nha. Bye bye, hẹn gặp lại ngoại. Bye bye nè ngoại.